Wow. Hai mọi người, như thông báo thì hôm nay có bão cấp 9 nè, cho nên Vi cũng ở nhà, không có ra ngoài. Nhà Vi thì ở trên tầng 20 mấy đó, cho nên lúc ngồi phía trong thì không có phát hiện là bên ngoài mưa lớn như vậy. Nhưng mà kéo cửa thì đi ra phía ngoài đó thì thấy mưa rất là lớn. Mưa bão thế này thì cũng chẳng đi đâu được ha. Cho nên là chắc là trong nhà còn cái gì Vi sẽ đem ra nấu. Chị đói quá. Đây, Vi làm món mì xào trứng. Có gì là ăn đó đó. Cũng cho Vi làm một chút xíu nè. Nó một chút xíu thật sự là nguyên cái chén đó mà nó ăn hết luôn. Bữa giờ cho nó ăn hàng cho nó đói lắm, nó thèm đồ ăn Việt lắm. Chia sẻ với mọi người cái vị bánh làm muffin đó nhưng mà không có thành công. Thì để lần sau sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà ăn thì cũng tạm được. Nói chung là ổn. Gần đây thì có thể là bây giờ cũng không có gì làm hết, cho nên là vô phòng kéo rèm xuống rồi đọc sách nè. Có mua vài quyển sách bữa trước ở trên Tiki, chưa có đọc xong nữa. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt mọi người.